Xin chào mừng các em đã quay lại với lớp học online Hóa học 8. Chúc các em có một buổi học vui vẻ và thu nhiều kiến thức bổ ích. Các em thân mến, ở chương số 4 chúng ta đã nghiên cứu một loại đơn chất, đó là oxy và hợp chất của nó. Trang chương số 5 chúng ta sẽ nghiên cứu một loại đơn chất mới có vai trò vô cùng quan trọng, đó là hydro. Và chúng ta cũng nghiên cứu một loại hợp chất mới được cấu tạo từ hydro và oxy, đó là nước. Hôm nay thầy và các em cùng nghiên cứu sang chủ đề số 3, đó là hydro. Để học tốt chủ đề này, các em cần lưu ý lấy sách tập viết chúng ta ghi bài. Đặc biệt các em chú ý một cái biểu tượng bên phía trái màn hình màu đỏ. Khi nào có biểu tượng này thì các em tiến hành chép bài vào. Cảm ơn các em. Đối với chủ đề hydro, chúng ta cần nắm chắc những nội dung sau. Thứ nhất, tính chất vật lý của hydro. Thứ hai, tính chất hóa học của hydro. Thứ ba, điều chế hydro, phản ứng thế. Chúng ta đi vào nội dung của bài. Trước tiên, các em phải nắm được ký hiệu hóa học của hydro là H. Nguyên tử khối là 1. Công thức phân tử của hydro là H2. Phân tử khối là 2. Trước tiên, các em hãy quan sát lọ đựng hydro và cho thầy biết trạng thái và màu sắc của hydro. Từ đây, ta có thể rút ra kết luận hydro là chất khí không màu. Qua quan sát ta thấy khi thả quả bóng đựng khí hydro, lập tức quả bóng bay lên, chứng tỏ khí hydro là khí nhẹ hơn không khí và là khí nhẹ nhất trong các chất khí. Hydro là chất khí nhẹ nhất trong tất cả các chất khí. Ứng dụng các tính chất này, người ta đã bơm hydro vào trong bóng bay, khinh khí cầu, bóng thăm không, vân vân. Từ các câu trả lời trên, ta có thể kết luận hydro là chất khí không màu, không mùi, nhẹ nhất trong các chất khí, ít tan trong nước. Chúng ta vừa nghiên cứu phần thứ nhất, tính chất vật lý của hydro. Tiếp theo, chúng ta nghiên cứu phần thứ hai, tính chất hóa học của hydro. Hydro có hai tính chất hóa học. Thứ nhất, tác dụng với oxy. Thứ hai, tác dụng với oxit bazơ. Chúng ta sang phần nghiên cứu phần đầu tiên của tính chất, đó là tác dụng với oxy. Để nghiên cứu phần tính chất tác dụng với oxy, chúng ta nghiên cứu thí nghiệm sau. Khí hydro cháy trong không khí. Khí hydro được điều chế từ kẽm và axit chloric bằng bình kíp đơn giản. Chụp cốc thủy tinh khô lên ngọn lửa hydro đang cháy trong không khí. Sau một thời gian, thấy có những giọt nước được tạo ra ở thành trong của cốc. Chứng tỏ hydro đã phản ứng với oxy sinh ra nước. Khí hydro cháy trong oxy. Đưa ngọn lửa hydro đang cháy trong không khí vào lọ chứa oxy. Hydro cháy với ngọn lửa sáng hơn và thấy xuất hiện những giọt nước ở thành trong của lọ. Chứng tỏ hydro cháy trong oxy mạnh hơn ngoài không khí. Qua thí nghiệm trên, chúng ta có thể thấy hiện tượng của phản ứng hóa học.
Hiro cháy trong không khí và cháy mạnh trong oxy nguyên chất tạo ra sản phẩm là H2O. Phương trình hóa học H2 cộng O2 tạo thành H2O. Các em lưu ý hỗn hợp khí hiro và khí oxy là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ nổ mạnh nhất nếu trộn hỗn hợp với tỷ lệ 2 thể tích hiro 1 thể tích oxy. Để biết thêm tác hại của bóng bay hiro, các em cùng xem clip sau nhé. Cho toàn thể gia đình mình, mọi người xung quanh mình và có một năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Vào khoảng 22 giờ trong đêm Giáng sinh, số bóng bay của một người phụ nữ tại khu vực ngã tư Hàng Khay Tràng Tiền bất ngờ phát nổ, gây cháy và bỏng nhẹ toàn bộ phần cổ tay và cháy xém phần tóc của chính người phụ nữ này. Theo nhiều nhân chứng tại đây cho biết, có thể do tiếp xúc nhanh với lửa nhỏ, bóng chứa toàn khí heli và hydro nên dễ bắt lửa gây bỏng. Đêm Giáng sinh, tại phố đi bộ Hồ Gươm, lượng người tập trung khá đông, bóng bay là mặt hàng được bày bán khá phổ biến với hình dáng và mẫu mã đa dạng, từ hình ông già Noel đến hình trái tim Minion. Để đáp ứng thị hiếu của người dân mà chủ yếu là trẻ nhỏ, bóng bay thường là các loại có kích cỡ rất lớn từ 18 đến 22cm, sau khi bơm khí hydro vào có thể phồng to đến 60-80cm. Khi bóng bay bơm khí hydro phát nổ, khả năng gây nguy hiểm cũng khá cao. Theo quan sát của chúng tôi, có gần chục người bán bóng bay ở khu vực phố đi bộ. Nhiều phụ huynh vô tư bế trẻ nhỏ đứng dưới những chùm bóng bay lớn có nguy cơ phát nổ mà không hề lo sợ. Hydro là loại khí rất nguy hiểm, khi nổ sẽ tạo ra áp lực rất mạnh, có thể cháy gây bỏng nặng. Do cấu trúc phân tử bé nên hydro phát tán cực nhanh và có thể nổ mà không cần nguồn lửa. Nếu người dùng chủ quan để bóng bay bơm bằng khí hydro ở sát bóng đèn, bóng cũng có thể phát nổ. Cũng do tư thế cầm bóng bay thường là cầm sát cùng bóng, nên khi nổ người cầm có thể bị phỏng da tay, da mặt. Mặt khác, hầu hết bóng bay được làm bằng mủ cao su cùng các hóa chất khác, chất xúc tiến, bột màu, bột tan nên rất độc hại với trẻ nhỏ khi tiếp xúc. Vì chị còn chị và bán là một chị phải để ý những người ta hút thuốc lá hay là gì cũng phải sợ nó cháy nổ. Được. Lúc nó cháy nổ ra cái là nó nguy hiểm cho tất cả. Sau khi xảy ra vụ nổ bóng bay khiến một người phụ nữ bị bỏng, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo ngại trước thứ đồ chơi thịnh hành này. Tôi thì nếu mà có con nhỏ thì thôi, không. Nếu mà đã xảy ra nguy hiểm thì tốt nhất là không nên cho cháu chơi. Chắc là mình nghĩ bóng bay đó chắc phải xem lại. Bóng bay mà nổ mà để mà cháy bỏng người thì chắc là phải xem lại bóng bay ra bóng bay gì. Vụ nổ bóng bay tuy chỉ khiến một người bị thương nhẹ nhưng cũng đã cho thấy sự nguy hiểm của nó. Hy vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ có những lựa chọn tốt hơn cho con em mình để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tính chất hóa học thứ hai của hiro, đó là tác dụng với oxit bazơ. Cụ thể là đồng hai oxit. Để tìm hiểu tính chất hóa học thứ hai này, chúng ta cùng nghiên cứu clip sau. Thank you.
Qua thí nghiệm trên, chúng ta có thể thấy hiện tượng của phản ứng hóa học, đó là đồng hai oxit màu đen chuyển thành kim loại đồng màu đỏ và sinh ra nước. Phương trình hóa học H2 cộng CuO tạo thành Cu cộng H2O. Chú ý, ở nhiệt độ cao, một số oxit của kim loại như FeO, Fe2O3, Fe3O4, ZnO, CuO, HgO, v.v. cũng tác dụng được với hydro theo phương trình hóa học dưới đây. Chúng ta tiếp tục sang phần số 3 là mã điều chế khí hydro. Phần thứ nhất, một nhỏ nguyên liệu. Để điều chế được khí hydro, người ta cho các kim loại sắt, kẽm, magie, nhôm, v.v. tác dụng với axit, ví dụ như HCl, H2O4. Vậy hydro được điều chế như thế nào? Chúng ta cùng xem clip sau nhé. Điều chế khí hydro từ phản ứng giữa kẽm và axit clohydric. Cho 2 đến 3 ml dung dịch axit clohydric loãng vào ống nghiệm có chứa một vài viên kẽm. Quan sát thí nghiệm, ta thấy có bọt khí thoát ra. Đậy miệng ống nghiệm bằng nút cao su có cắm sẵn một ống vớt nhọn. Dùng ống nghiệm nhỏ để thử độ tinh khiết của khí hydro thoát ra. Sau đó châm lửa đốt dòng khí hydro thoát ra ở đầu ống vuốt nhọn. Sau khi ngừng phản ứng, lấy một ít dung dịch trong ống nghiệm, cho vào cốc đốt. Đem khô cạn dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn. Thu được chất rắn màu trắng là kẽm clorua. Từ thí nghiệm trên, chúng ta có thể rút ra phương trình của phản ứng hóa học, đó là Zn cộng HCl tạo thành ZnCl2 cộng H2. Đồng thời, ta rút ra phương trình tổng quát, một số kim loại tác dụng với axit cho ra muối và giải phóng ra khí hydro. Dựa vào tính chất vật lý của khí hydro, người ta có thể thu khí hydro bằng hai cách. Cách thứ nhất, đẩy không khí, dựa vào tính chất, đó là hydro nhẹ hơn không khí. Và cách thứ hai, đẩy nước, dựa vào tính chất, hydro ít tan trong nước. Vậy cách thu như thế nào, chúng ta cùng xem clip sau. Thu khí hydro bằng cách rời chỗ không khí. Mở khóa bình kíp đơn giản. Sau đó thu khí hydro bằng cách úp ngược ống nghiệm lên ống dẫn khí, sao cho đầu ống dẫn khí gần sát đáy ống nghiệm
hydro nhẹ hơn nên sẽ đẩy và chiếm chỗ của không khí trong ống nghiệm. Thu khí hydro bằng cách rời chỗ của nước. Mở khóa bình kíp đơn giản để một thời gian cho khí hydro đẩy không khí ra khỏi hệ thống. Đưa miệng ống nghiệm đã chứa đầy nước vào đầu ống dẫn. Hydro sẽ đầy nước và chiếm chỗ trong ống nghiệm. Các em quan sát 3 phản ứng hóa học trên, ta thấy các nguyên tử kim loại có đơn chất thay thế nguyên tử kim loại trong hợp chất muối hoặc nguyên tử hydro trong hợp chất axit, và các phản ứng trên đều thuộc loại phản ứng thể. Vậy chúng ta có thể rút ra kết luận phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất. Để nhận biết được khí hydro, ta có hai cách. Cách thứ nhất, đốt hydro trong khí oxy hoặc trong không khí. Hiện tượng khí hydro cháy với ngọn lửa màu xanh. Cách thứ hai, người ta dẫn khí hydro qua bột CuO nung nóng. Hiện tượng bột CuO màu đen chuyển thành màu đỏ. Các em cùng xem clip phân biệt 3 loại khí, đó là khí oxy, khí hydro và không khí nhé. Để nhận biết được 3 bình đựng không khí, khí hydro và khí oxy thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng que đón có than hồng. Ta lần lượt đưa que đón có than hồng vào miệng của 3 bình đựng khí. Nếu bình đựng khí nào mà làm cho que đón có than hồng bùng cháy thì đó chính là khí oxy. Và đây, khi mà ta đã nhận biết được ra đây là bình oxy rồi thì chúng ta sẽ đánh dấu bình oxy vào đây. Đây chính là bình khí oxy. Đấy. Thế là ta nhận được ra bình khí đầu tiên. Hai bình còn lại sẽ là có một bình đựng không khí và một bình đựng khí hydro. Với hai bình khí còn lại, đó là không khí và khí hydro, thì chúng ta lần lượt dẫn các khí này qua ống nghiệm đựng đồng oxit nung nóng. Sau đó chúng ta quan sát trong ống nghiệm nào mà
khí làm cho đồng oxit màu đen chuyển thành màu đỏ thì đó chính là khí hydro. Còn khí nào mà không làm cho đồng oxit từ màu đen chuyển thành màu đỏ thì đó chính là khí không khí. Thế và sau khi làm thí nghiệm, chúng ta nhận thấy rằng khí ở trong bình này làm cho đồng oxit chuyển thành màu đỏ và đó chính là bình đựng khí hydro, và chúng ta đánh dấu bình đựng khí hydro. Bình khí còn lại chính là không khí và ta đánh dấu được bình còn lại. Sau các thao tác như vậy, ta đã nhận biết được ba bình khí, đó là bình đựng khí hydro, bình đựng khí oxy và bình đựng không khí. Chúng ta cùng nghiên cứu phần ứng dụng của khí hydro qua hình vẽ sau nhé. Sau khi nghiên cứu xong chủ đề 3 hydro thì các em cần nắm vững những kiến thức sau. Phần thứ nhất, đó là tính chất vật lý của hydro. Phần thứ hai, tính chất hóa học của hydro gồm hai tính chất, đó là hydro tác dụng với oxy và hydro tác dụng với oxit bazơ. Phần số 3 là điều chế khí hydro và phần thứ tư là ứng dụng của hydro.